đang nghe một bộ dàn vài trăm triệu nha quý vị, và bây giờ bắt tai phải nghe một bộ dàn thì tầm khoảng vài chục triệu thôi. Ok, và bây giờ nhé, chúng ta sẽ cùng vào giao lưu với gia đình nhà anh Thắng. Ngày hôm nay thì Quang Trường đang có mặt ở bên quận Bình Thạnh. Và khi anh Thắng qua giao lưu với Trường Tài Audio thì có bật mí là trước kia anh đã từng chơi những bộ dàn âm thanh high-end, thậm chí vài trăm triệu rồi. Vậy thì không biết ngày hôm nay anh lắp đặt một bộ dàn tầm khoảng vài chục triệu thì liệu rằng là với một audiophile rất là đam mê nhá, sẽ chia sẻ đánh giá như thế nào về cái chất lượng của bộ dàn ngày hôm nay. Ok, hãy theo chân Quang Trường nha. Đây, tiệm tóc nha anh Thắng. Đây, thưa quý vị các bạn, với kinh nghiệm chơi lâu năm nha, một audiophile rất là hâm mộ này. Thực sự là cái dây này là dây mất tiền nha quý vị. Anh Thắng, anh mua cái dây này là hết bao tiền đấy anh Thắng? 60.000 một mét. Đấy, quý vị, 60.000 mét nha. Chưa tính đầu bắt được ấy. Chưa tính cái đầu này luôn đúng không? Vâng. Đấy, thưa quý vị, một audiophile mà khi đã chơi ấy, thì nó phải khác rất nhiều nha quý vị. Đây, và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cặp loa nha quý vị, JBL. Đấy, nhưng mà Quang Trường sẽ chưa nói mã nào đâu quý vị ạ. Bây giờ chúng ta không cần phải giới thiệu sản phẩm nữa quý vị nhé. Đi giao lưu thôi, với gia chủ thôi. Anh em chia sẻ kiến thức âm thanh thôi. Và lát dạ. Hỏi thêm. Vâng. Hỏi thêm Quang Trường. Ok anh. Không, cứ chờ xíu hóng bóc anh ạ. Vâng. Đăng ơi, em đo cái vị trí trên này đi. Vâng. Thực ra chơi âm thanh này nó vô cùng lắm. Đây này anh dạ. Dư cái này nào, mới mua cái này. Đâu anh? Vâng. Đây được quý vị, chờ anh Thắng một chút quý vị. Mỗi một clip thì chúng ta lại có một cái câu chuyện rất là hay nha quý vị, nó không câu chuyện nào giống câu chuyện nào cả. Ấy, thanh niên đẹp trai. Anh được mấy cháu rồi? Anh được hai cháu, một cháu lớn là 15, thằng này 5 tuổi, hai cháu cách nhau 10 năm. Ồ thế thế là được. Nếp tẻ đầy đủ hết. Vâng. Ui dồi ôi. Nhưng mà sao tìm hiểu bên em lâu chưa? Nghiên cứu các bên nhiều chưa? Không, anh coi nhiều chứ, anh coi bên Bảo Châu cũng nhiều, rồi coi bên vâng. MV cũng nhiều, rồi coi bên dạ. Bảo Châu chín nhiều. Nói chung mình cứ lựa chỗ làm cảm hợp đến mình mua. Vâng. Mà đâu có... Anh em có duyên là yêu thương chỉ nhau thôi. Chỉ khác có duyên là anh mua thôi chứ còn. Vâng, vâng. Chứ giờ em 769 ở đây biết rồi đúng không? Dạ, đây, dạ. Kênh Thanh Đa này. Vâng, vâng, vâng. Anh Phường 25. Các cháu có phường nó cùng quận. Vâng, vâng. Mà điện cái thì các em nó qua đây liền đấy. Vâng, vâng. Ok, anh cảm ơn anh rất là nhiều. Từ tận Bình Thạnh nha quý vị và các bạn, qua Trường Thành Audio tận quận 7 để trải nghiệm đúng không anh? Chiều hôm qua là anh qua test nhỉ, hai anh em mình test trải nghiệm. Nhưng mà hôm nay thì nó sẽ chuyên sâu hơn. Hôm nay phục vụ nó sẽ thực tế hơn không gian này. Dạ. Đây quý vị nhé, với một chiếc vang số JBL kính 180A xịn chính hãng này thì khi mở hộp ra quý vị thấy nhé, chúng ta sẽ được tặng một cái dây nguồn nha quý vị. Đó, và đây, Quang Trường sẽ mở hộp luôn cái sản phẩm này cho quý vị xem này. Sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn của nhà sản xuất nha quý vị, JBL thuộc tập đoàn Hammer. Rồi, và đây chúng ta sẽ mở hộp quý vị này, với những dòng sản phẩm chính hãng này quý vị yên tâm 100% nha. À, quý vị thấy không? Một chiếc vang số được rất nhiều quý vị và khách hàng chúng ta yêu thích sử dụng, JBL kính 180A nha. Thưa quý vị thấy không? Toàn bộ những anh em đam mê âm thanh thì chúng ta làm việc nó rất là khoái và rất hiếm quý vị nhé. Khi chúng ta được giao lưu với những anh em audiophile yêu âm thanh lâu năm thì thực sự rất là hiếm. Bởi vì cũng có nhiều quý vị chơi âm thanh nhưng mà chúng ta chưa thể hiểu hết được cái sự tinh túy của âm thanh đâu. Nhưng mà anh em mới đầu là thích cục đẩy Crown T7 sao thế nào sau lại xoay sang ước yêu bơi 2500. À, anh Thắng. Nói chung là thích thì thích thì chơi thôi chứ. Chơi. Và rất vui quý vị nhé. Rất là hồi hộp chuẩn bị lên nhạc rồi nha quý vị. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh Thắng xem rằng là lát nữa khi lên nhạc thì sẽ cảm nhận được một cái chất lượng âm thanh như thế nào nha mọi người. Thì hãy cùng giao lưu với anh Thắng trong cái clip ngày hôm nay.
một pha lại tiếp tục quay xe thưa quý vị, một 360 độ luôn. Thưa quý vị nhé, ban đầu thì mấy anh em là dự tính là chúng ta sẽ treo lên tường, nhưng mà cái tường này của gia đình nhà anh Thắng thì nó đã rất lâu năm rồi nha quý vị, cho nên là Trường Thành Audio cảm thấy không an toàn với cái phương án mà chúng ta treo lên tường này, thì đã quyết định là chuyển toàn bộ cái loa xuống dưới kệ nha quý vị. Và chắc chắn là sau này nếu mà chúng ta muốn khai thác được một cái chất lượng âm thanh tốt hơn nữa của bộ dàn này với một cặp loa ở JBL Kayin 512 thì chắc chắn là với không gian này nhà anh Thắng thì anh sẽ phải đầu tư thêm cả một cặp chân loa nữa nha quý vị. Với không gian này thì chắc chắn cái vị trí loa nó phải đạt tầm khoảng từ 80 đến 90 cm trở lên thì chúng ta sẽ thu được một cái sự cộng hưởng âm thanh nó tốt hơn. Bởi vì khi chúng ta sắp xếp cái vị trí đặt loa này rất là quan trọng nha quý vị. Cho nên là mấy anh em sẽ quyết định là để toàn bộ tạm thời cái hệ thống loa như thế này. Để lát thì chúng ta sẽ bắt đầu set up này, rồi test tiếng music và microphone trên cái hệ thống này để bàn giao gia đình nhà anh Thắng đã. Và em nữa thì sẽ lắp thêm cái chân loa nha anh. Vâng. Đây thưa quý vị, với mỗi một hệ thống âm thanh thì chúng ta sẽ thấy này, phải qua rất nhiều các cái khâu, từ lắp đặt chúng ta chuyển tín hiệu từ chiếc vang số JBL KX180A này, và chúng ta chuyển rắc tín hiệu Canon xuống chiếc cục main, cục đẩy công suất ground XLA2500. Thì toàn bộ tín hiệu chúng ta sẽ lấy từ TV nha quý vị. Hiện nay thì đa phần là nhiều gia đình chúng ta sẽ sử dụng cái TV Smart này, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái đường dây cổng quang học optical, chúng ta lấy tín hiệu từ TV xuống chiếc vang số KX180A này. Và chúng ta gần như là khi chúng ta sử dụng một hệ thống chiếc mixer digital hay là những chiếc vang số chất lượng tốt thì chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm nha, tín hiệu từ TV truyền tải xuống hệ thống thì nó sẽ xử lý rất là hay, tín hiệu nhạc rất là sạch. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị nghe thử chất lượng tiếng music nha. Ta đã hoàn thành xong công việc ngày hôm nay cho gia đình nhà anh Thắng tại Bình Thạnh nha quý vị và các bạn. Và ngày hôm nay thì có một cái kỷ niệm rất là vui nha quý vị. Để mà lên được tiếng nhạc thì Trường Thành Audio và anh Thắng đã mất rất nhiều thời gian, bởi vì nó có rất nhiều cái kỷ niệm đẹp ngày hôm nay. Và rõ ràng là vừa rồi thì quý vị và các bạn chúng ta đã được trải nghiệm tiếng music này, và chúng ta đã được nghe một phần nào đó. Nhưng mà rõ ràng rằng là với tất cả những cái hệ thống mà khi chúng ta thử, quý vị và các bạn chúng ta xem qua hệ thống YouTube chẳng hạn, thì âm thanh nó sẽ không thể nào bằng quý vị và các bạn như Quang Trường đang ngồi cạnh sản phẩm này. Chúng ta nghe được toàn bộ một hệ thống âm thanh nó biểu diễn trực tiếp thì chúng ta sẽ nghe có nhiều cảm xúc hơn nha quý vị. Và để chúng ta có thể tìm hiểu thêm rất nhiều những cái hệ thống sản phẩm âm thanh khác ngoài cái bộ dàn ngày hôm nay ra, hoặc là chúng ta xem chi tiết hơn tất cả những cái thông số kỹ thuật của dòng loa JBL KX512 này, hay là chiếc vang số JBL KX180A, hay là chiếc cục đẩy công suất XLA2500, thì quý vị hãy truy cập vào website chính thức của Trường Thành Audio nha, truyenthanhaudio.com. Và quý vị và các bạn cảm thấy clip hữu ích thì hãy nhớ cho Quang Trường xin một like này, đừng quên share kênh ủng hộ kênh quý vị nha, và đừng quên nhấn nút subscribe để cập nhật rất rất nhiều những clip mới nhất từ Trường Thành Audio, như là chia sẻ kiến thức âm thanh quý vị này, và đi giao lưu lắp đặt thực tế cùng với khách hàng của Trường Thành Audio. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn thân yêu trong clip lần sau. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.